1 2 3 4 5 6 7 8 9. Khoảng uh, chục cây uh, sầu riêng anh chị ha. Đó. Ờ, sầu riêng này cũng là trồng mấy năm rồi đó, cũng cũng tương đối là nhiều năm tuổi rồi anh chị ha. Mới to cỡ này anh chị. Đó, nói chung là một cây keo sầu riêng mà to như vậy trăm chút cũng hơi bị dữ đó anh chị ha. Nguyên một vườn trồng riêng ha. Nói chung là trồng san kẻ vừa sầu riêng và điều anh chị ha. Đó. Đó anh chị thấy này. Đó. Một mảnh đất vườn hơn 500 mét vuông anh chị ờ, có sẵn là 80 thổ cư luôn anh chị ha nằm ờ. khu dân cư anh chị nha bảo điểm bút sẵn xin mến chào cô chú chị em là điền đây hiện tại điền đang có mặt ở đây là ở xã hòa hội huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu anh chị ha đó cái vị trí em điền đang đứng đây á thì À, cũng tương đối là gần cái đường à, tỉnh lộ 329 đó chị ha. Đó nói chung là cái tuyến đường này dường như là song song với lại à, tỉnh lộ 329 đó chị. Đó đi ra một chút xíu thôi khoảng à, mình tới đây mình gặp ngã ngã ba này ha, mình rẽ tay trái, trái đi. Mình đi khoảng 100 m thôi là mình đụng ngay tỉnh lộ 329 rồi. Đó cũng như là mình ra đó mình đụng ngay ủy ban nhân dân xã Hòa Hội anh chị ha. Và đi chút xíu là chợ và trường học các cấp rồi ha. Và đường này cũng thông ra được anh chị ha. Đó nói chung là đường này bị đường bằng cờ anh chị nói chung là gặp ngã ba ngã tư này kia cũng thông ra được à, à, ngoài tỉnh lộ 329 đó chị ha, tỉnh lộ 329 thì anh chị cũng đã biết rồi ha, à, tuyến đường giao với lại quốc lộ 5 cũng như là mình đi được à, hòa hiệp, bình châu và mình đi ngược ra lại là mình đi à, ra trung tâm thị trấn phước bộ cũng như là trung tâm huyện xuyên mộc ha, thì từ đây ra trung tâm huyện xuyên mộc khoảng đâu đó là à, hơn 10 cây chút xíu ha, còn mình xuống biển gần nhất là biển hồ Tràm anh chị ha, khoảng đâu đó 18, 19 cây số ha, cũng tương đối là không không gần lắm ha. Đó, thì nay em điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán ha. À, ngang là 14m và sâu là 40. Đó, nói chung là đất mình vuông vức luôn anh chị ha. À hai cạnh đều bằng nhau và hậu và mặt tiền đều bằng nhau luôn anh chị ha, 14 14 ha. Và sâu 40. Đó, và đang có sẵn là 80 thổ cư rồi anh chị, nằm khu dân cư anh chị ha. Đó. Trước khi em điền review chi tiết bất sản này thì em điền xin được báo giá bất động sản này này luôn ha. Đó, có tổng diện tích là 554 mét vuông ha. À, và có sẵn 80 thổ cư rồi giá đang rao bán là 1 tỷ 3. 30 triệu đồng anh chị ha Đó, Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng rồi Nói chung là giá này là giá cực ngợp Giá rẻ nhất uh, thị trường ở đây luôn anh chị ha Đó. À, tính ra là chỉ có là 95 triệu một mét ngang thôi ha Mặt tiền đường nhựa này à, Ô tô nhá nhau thoải mái anh chị ha Đây à, Ranh của mình là từ đây anh chị ha 14 mét thẳng lui là sâu 40 đó, ngang qua đây là 14 mét ha. À, giáp qua nhà này luôn quý Nói chung là nhà dân cư đông. À, hai nhà ở sát bên luôn gì ha. Đó, hiện tại trên bức động sản mình thì đang có nguyên vườn trái cây, vườn à, sầu riêng anh chị ha. Và trên đất cũng có điều nữa chị. Đó. À, nên mình sẽ qua tới đây anh chị ha. À, giáp cái nhà này luôn, sâu là là 40 m đó chị. Đó. À, à. Thì nói chung là em điện cũng quay gấp quá đâm là em cũng không có balay cam thì xíu nữa em điện sẽ à, à, đưa lên cái à, google map em điện sẽ hướng dẫn cho cô chị mình ha em điện sẽ mô tả nó sẽ chi tiết hơn à, trên google map thì nó thực tế luôn chị ha đó nằm khu dân cư này đông nghẹt luôn chị ha đó ra chợ cũng gần này ra ủy ban cũng gần này à, nói chung là tiền ít tiền nghi thì đầy đủ chị ạ khu vực này thì à, điện đài và nước máy là đã có rồi ha nước sạch có rồi đó cái đất chất đất ở cái hòa hội hoa hiệp này kia đó thì cái chất đất trồng cây lâu năm rất là tốt anh chị ha cây sầu riêng anh chị có thể thấy nè nó lên rất là tốt luôn ha đất đỏ ba giang ha đó à, đất mình thực sự là nó quá đẹp anh chị vuông vức đất tốt à, giá cũng tốt nữa anh chị bất động sản mình đang có là hướng đông anh chị ha hướng đông đón gió sớm đó đón nắng nắng sớm anh chị khu dân cư này đó, anh chị thấy nè nói chung là nhà san sát nhà cũng bự đó anh chị nhà cũng đẹp đó đó khu này cũng tương đối là an ninh là gì ha Đó. này thì à, về làm nhà vườn này đầu tư này hoặc là mình có thể là mình mua để dành hoặc là có thể là mình có thể là mình tách đôi ra mình để cho con cái cũng được là gì ha Đó. vị trí này mà từ Sài Gòn về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ ta, anh chị ha Đó. rồi à, đây là Google Maps của bản đồ của khu vực à, huyện Xuyên Mật Bình anh chị ha à, bây giờ em điện sẽ Uh, ghim lên cái vị trí này. Đây. Đây là cái vị trí bất động sản của mình anh chị ha. Đó. Đây, uh, và đường ngoài đây là ở ngoài này là đường uh, 329 đó chị ha. Anh chị có thể thấy tên này 329 này. Đó, ra 329 cũng rất là gần thôi khoảng 100 mét anh chị ha. Đó. Uh, và phía sau này mình thông nói chung là đường thông thương nha. Uh, đi lui đây thì uh, trong đây cũng khu dân cư rất là đông này. Đó còn mình xuống đây chút xíu là mình sẽ gặp chợ hòa hội này và giáo sứ hòa hội này đó còn mình lên đây tí là trường học này à, nói chung là trường học các cấp nằm cũng gần đó chị ha à, nằm trên này cũng có dưới này cũng có chị à, mình đi xuống một chút xíu thôi ha à, mình đi xuống chút xíu mình sẽ gặp ủy ban xã hòa hội này và cũng như là trung tâm luôn coi như là trung tâm xã hòa hội luôn anh chị ha y tế rồi chợ trường học vân vân ở à, tiện ích tiện nghi thì đầy đủ anh chị ha rồi mình uh, di chuyển ra thị trấn Phước Bửu nè anh chị uh, khoảng đâu đó là 15 cây anh chị ha đấy còn xuống biển thì khoảng đâu đó 20 cây 20 hai cây biển Hồ Tràm ha đấy ở Sài Gòn và uh, cô chú chị di chuyển về đây khoảng uh, 2 tiếng đồng hồ thôi uh. nói chung Hòa Hội thì có những cái tuyến đường nó sẽ mở rộng đi uh, xuống đây cũng rất là gần như là ngày giao hòa bình này nè sẽ có một tuyến này nó bắn qua đây luôn anh chị ha nó bắn từ uh, đây nó bắn xuống giao với lại quốc lộ 55 dưới Bình Châu luôn vậy ha. Đây nó bắn xuống dưới này anh chị. Đây bắn xuống đây. nó đang làm sắp xong là đường đó là đường 991 anh chị. Đó, Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về rất là gần ha. Đó, một cái bất động sản nó Đức Vườn rất là rẻ luôn chị ha. Đó, chỉ có 1 tỷ 3 30 triệu thôi ha. Đó, mình sở hữu cái mảnh này rồi đó. vuông vứt dù khu dân cư gần tỉnh lộ ha. Rồi bây giờ em chuyển qua soi cái sổ cho cô chú mình xem nha. Đó, đây, đây sổ mình đây anh chị. Đây. Đấy, à, có số thửa là 179 này và tờ bản đồ là 140 đó, địa chỉ là xã Hòa Hội huyện Sư Mập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha tổng diện tích là 554,6 m2 này đó. hình thức sử dụng là sử dụng riêng anh chị nhé sổ riêng đàng hoàng à, sổ hồng à, Đức ở là 80 Đức ở ha à, Nói chung là cái vị trí à, à Đức ở của mình thì à, thổ cư là tự do đó chị à, nó không có vị trí cố định ha À, Thổ cư tự do miễn sao mình sử dụng à, 80m2 này à, à, tùy thích theo cái vị trí nào mà mình muốn sử dụng trên đất của mình ha đó bất sản mình thì có một cái ranh lộ giới à, quy hoạch đường giao thông ha Giờ một chút xíu thôi cũng không đáng kể anh chị em nghĩ là chắc là làm mương nước thôi, anh chị chứ không có phải là mở rộng đường gì đâu làm mương nước anh chị ha đó. sổ đẹp ha vuông vức nè đầu đuôi là 14 hết ha hai cạnh điên bên đều là 40 chẳng luôn anh chị họ rất là đẹp luôn ha Sổ thì mới ra ngày 24 tháng 7 năm 2024 đây thôi anh chị, cũng rất là gần. À, sổ mới nên là về cái vấn đề mà à, quy hoạch và tranh chấp thì dường như là không có anh chị ha. Đức rất rất là đẹp luôn anh chị. Đó rồi, em đi cũng xin được à, kết thúc video clip tại đây nha. À, cô chú gì nào mà quan tâm thì liên hệ ngay số thoại 0788668834 ha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng. À, em đi cũng xin được cảm ơn cô chị đã quan tâm và theo dõi kênh của miền ha và hẹn gặp lại cô chúng chị những video kỷ lần sau của em xin chào